Đây là gì? Đều là không biết Phật pháp. Cho nên chúng ta không thể trách xã hội đại chúng, mà trách bản thân chúng ta làm không tốt, trách bản thân chúng ta không giảng đạo lý Phật pháp cho rõ ràng, giảng cho minh bạch để mọi người sẽ ra hiểu lầm. Chúng ta trách người khác đó là sai lầm, đó là không chính xác. Phải nên quay đầu trở lại trách chính mình, làm tấm gương tốt, giảng Phật pháp cho rõ ràng, cho minh bạch hơn nữa. Phật pháp là giáo dục, giáo dục thì ngày ngày phải lên lớp, không lên lớp thì nhất định không được. Hiện nay chúng ta ở hiện trường nơi này, người nghe không nhiều, nhưng thực tế thì rất nhiều đều đang ở nhà nghe trên mạng. Người nghe trên mạng rất nhiều. Chúng ta có học viện trên mạng, học viện tham gia báo danh chính thức. Ở học viện trên mạng có hơn 6.000 người, đều là không ngừng tăng lên, cho nên hiệu quả cũng không tệ lắm. Chúng ta phải biết điều này, đến hiện trường để nghe. Có chỗ tốt của hiện trường. Vì sao vậy? Có sự giúp đỡ đối với tu hành. Không đến hiện trường, họ không muốn xem, họ thấy cái này đáng ghét, tôi không đi nữa. Xem cái đó không thích, tôi không đi nữa. Họ ở trước tivi trong nhà, ở trước tivi có thể xem, có thể hiểu rõ, có thể nâng cao. Nhưng đối với hành là ngồi đó không động đậy thì không trải qua khảo nghiệm. Cho nên đến hiện trường là vừa học vừa tham gia thi cử. Không đến hiện trường không tham gia thi cử, chỉ học mà không tham gia thi cử thì sự tiến triển của họ sẽ chậm chạp. Đạo lý là chỗ này. Câu hỏi tiếp theo: ở trong mộng có quỷ thần muốn hút nguyên thần của con, khiến cho ý thức con vốn dĩ đã mơ hồ lại càng mơ hồ hơn. Mặc dù con không ngừng niệm A Di Đà Phật, nhưng vì khí không đủ, lúc vừa thở gấp thì bị hút nguyên thần, một khi tiếp hơi thì niệm Phật hiệu liền tốt. Cứ như vậy trải qua thời gian tương đối dài mới tỉnh mộng, nhưng người rất yếu, xin hỏi phải làm thế nào? Việc này bạn phải tu sám hối, cầu Tam Bảo gia trì, cầu Phật Bồ Tát phù hộ, vô cùng thành khẩn. Nếu như bạn thực sự có thật hộ pháp thì những quỷ thần này sẽ không dám đến gần bạn. Nói rõ điều gì? Mình tu hành không có công phu, ở bên mình không có thần hộ pháp, có quỷ thần đến tìm quấy nhiễu. Đối với chính mình mà nói cũng là điều tốt, nhắc nhở chính mình công phu không đủ, họ mới đến bắt nạt bạn. Bạn thân có công phu, họ tôn kính bạn, sợ bạn, ngược lại còn đến hộ trì bạn, không dám kiến bạn để quấy nhiễu mà đến hộ trì bạn. Cho nên chính mình phải gia công dụng hạnh, nghe kinh nhiều, niệm Phật nhiều, đoạn ác tu thiện. Đây là gốc. Nếu chúng ta tuy nghe kinh niệm Phật nhưng tập khí xấu của chúng ta chưa đoạn, thì thiện hạnh của chúng ta, cái tâm này không phát khởi được, cái này không có chỗ dùng. Chỉ có thể cần một chút thiện căn. Còn việc thay đổi cảnh giới của chính mình, điều này làm không được. Cho nên nhất định phải thực sự thực hiện đệ tử quy. Thực hiện đệ tử quy, dù không phải là người học Phật, quỷ thần cũng tôn kính bạn. Vì sao vậy? Bạn là một người tốt. Người ác, đối với người tốt thật sự, họ cũng không dám bắt nạt, họ cũng kiêng nể vài phần. Quỷ thần cũng là như vậy, không có khác gì. Câu hỏi sau cùng: trong lúc lão pháp sư giảng kinh có nói, một cái khẩy móng tay có 60 sát na, một sát na có 900 lần sanh diệt. Một lần sanh diệt chính là một niệm. Nếu có thể hiểu công phu của một niệm này, thì trong một niệm có thể đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, niệm tiếp theo thì trở về rồi. Còn không lý giải được sau lời giải thích này, kính xin sư phụ khai thị. Việc này không dễ hiểu. Đây là một khẩy móng tay có 60 sát na, một sát na có 900 lần sanh diệt. Là phần giảng ở trên Kinh Nhân Vương, là giảng trên Kinh Nhân Vương. Đây là nói với chúng ta trình tướng của vạn sự vạn vật trong vũ trụ, nói rõ sự thật, nó là vô thường, nó không tồn tại. Chủ yếu là giảng điều này. Công phu trong một niệm của chúng ta, một niệm này là ý niệm của bạn duy nhất. Đến thế giới Cực Lạc, lúc nào đi có thể tự tại.
nếu chúng ta vẫn còn ba tâm hai ý, còn có rất nhiều ý niệm gì thì không được rồi. Cho nên công phu niệm Phật chân thật chính là nhất tâm bất loạn mà trên kinh A Di Đà nói. Nhất tâm bất loạn rất khó làm được. Nhất tâm bất loạn là bạn không có niệm thứ hai. Chỉ đơn giản nói về công phu cạn nhất, một câu Phật hiệu này của chúng ta ngày đêm không gián đoạn, đây gọi là gì? Đây là công phu thành phiến. Câu Phật hiệu này có thể chế phục được hết thảy tạp niệm, có công phu này thì nhất định được sanh. Công phu thành phiến thì sanh về cõi Phạm Thánh Đồng Cư.